Thế nào là đại phát khởi? Thế nào là đại sự rốt ráo? Thế nào là tin bất hoại? Thế nào là thọ ký? Thế nào là hồi hướng căn lành? Thế nào là được trí huệ? Thế nào là phát tâm rộng lớn vô biên? Thế nào là phục tạng? Thế nào là luật nghi? Thế nào là tự tại? Thế nào là dụng vô ngại? Thế nào là chúng sinh dụng vô ngại? Thế nào là cõi nước dụng vô ngại? Thế nào là pháp dụng vô ngại? Thế nào là thân dụng vô ngại? Thế nào là nguyện dụng vô ngại? Thế nào là cảnh giới dụng vô ngại? Thế nào là trí dụng vô ngại? Thế nào là thần thông dụng vô ngại? Thế nào là thần lực dụng vô ngại? Thế nào là lực dụng vô ngại? Thế nào là du hí? Thế nào là cảnh giới? Thế nào là lực? Thế nào là không sợ hãi? Thế nào là pháp bất cộng? Thế nào là nghiệp? Thế nào là thân? 1. Thế nào là trụ như thật? 2. Thế nào là phát tâm thệ nguyện đại thừa như kim cang? 3. Thế nào là đại phát khởi? 4. Thế nào là đại sự rốt ráo? 5. Thế nào là tin bất hoại? 6. Thế nào là thọ ký? 7. Thế nào là hồi hướng căn lành? 8. Thế nào là được trí huệ? 9. Thế nào là phát tâm rộng lớn vô biên? 10. Thế nào là phục tạng? 11. Thế nào là luật nghi? 12. Thế nào là tự tại? 13. Thế nào là dụng vô ngại? 14. Thế nào là chúng sinh dụng vô ngại? 15. Thế nào là cõi nước dụng vô ngại? 16. Thế nào là pháp dụng vô ngại? 17. Thế nào là thân dụng vô ngại? 18. Thế nào là nguyện dụng vô ngại? 19. Thế nào là cảnh giới dụng vô ngại? 20. Thế nào là trí dụng vô ngại? 21. Thế nào là thần thông dụng vô ngại? 22. Thế nào là thần lực dụng vô ngại? 23. Thế nào là lực dụng vô ngại? 24. Thế nào là du hí? 25. Thế nào là cảnh giới? 26. Thế nào là thập lực? 27. Thế nào là bốn không sợ hãi? 4. Vô sở úy. 28. Thế nào là 18 pháp bất cộng? 29. Thế nào là nghiệp chướng? 30. Thế nào là thân? Những vấn đề này, hy vọng Ngài từ bi xin vì chúng tôi đại chúng mà nói. 5. Hỏi về pháp thập địa. Thế nào là thân nghiệp? Thế nào là thân? Thế nào là lời? Thế nào là tịnh tụ lời nghiệp? Thế nào là được giữ gìn? Thế nào là thành biện việc lớn? Thế nào là tâm? Thế nào là phát tâm? Thế nào là tâm khắp cùng? Thế nào là các căn? Thế nào là tâm thâm sâu? Thế nào là tâm thâm sâu tăng thượng? Thế nào là siêng tu? Thế nào là quyết định giải? Thế nào là quyết định giải vào thế giới? Thế nào là quyết định giải vào cõi chúng sinh? Thế nào là tập khí? Thế nào là giữ lấy? Thế nào là tu? Thế nào là thành tựu Phật Pháp? Thế nào là thối thất đạo Phật Pháp? Thế nào là đạo lìa sinh? Thế nào là pháp quyết định? Thế nào là đạo sinh ra Phật Pháp? Thế nào là danh hiệu đại trượng phu? Thế nào là đạo? Thế nào là vô lượng đạo? Thế nào là trợ đạo? Thế nào là tu đạo? Thế nào là trang nghiêm đạo? Thế nào là chân? Thế nào là tay? Thế nào là bụng? Thế nào là tạng? Thế nào là tim? Thế nào là mặc giác? Thế nào là khí trượng? Thế nào là đầu? Thế nào là mắt? Thế nào là tai? Thế nào là mũi? Thế nào là lưỡi? Thế nào là thân? Thế nào là ý? Thế nào là đi? Thế nào là đứng? Thế nào là ngồi? Thế nào là nằm? Thế nào là chỗ ở? Thế nào là chỗ đi? 1. Thế nào là thân nghiệp? 2. Thế nào là thân? 3. Thế nào là lời? 4. Thế nào là tịnh tụ lời nghiệp? 5. Thế nào là được giữ gìn? 6. Thế nào là thành biện việc lớn? 7. Thế nào là tâm? Thế nào là phát tâm? 9. Thế nào là tâm khắp cùng? 10. Thế nào là các căn? 11. Thế nào là tâm thâm sâu? 12. Thế nào là tâm thâm sâu tăng thượng? 13. Thế nào là siêng tu? 14. Thế nào là quyết định giải? 15. Thế nào là quyết định giải vào thế giới? 16. Thế nào là quyết định giải vào cõi chúng sinh? 17. Thế nào là tập khí? 18. Thế nào là giữ lấy? 19. Thế nào là tu? 20. Thế nào là thành tựu Phật Pháp? 21. Thế nào là thối thất đạo Phật Pháp? 22. Thế nào là đạo lìa sinh? 23. Thế nào là pháp quyết định? 24. Thế nào là đạo sinh ra Phật Pháp? 25. Thế nào là danh hiệu đại trượng phu? 26. Thế nào là đạo? 27. Thế nào là vô lượng đạo? 28. Thế nào là trợ đạo? 29. Thế nào là tu đạo? 30. Thế nào là trang nghiêm đạo? 31. Thế nào là chân? 32. Thế nào là tay? 33. Thế nào là bụng? 34. Thế nào là tạng? 35. Thế nào là tim? 36. Thế nào là mặc giác? 37. Thế nào là khí trượng? 38. Thế nào là đầu? 39. Thế nào là mắt? 40. Thế nào là tai? 41. Thế nào là mũi? 42. Thế nào là lưỡi? 43. Thế nào là thân?
44 thế nào là ý, 45 thế nào là đi, 46 thế nào là đứng, 47 thế nào là ngồi, 48 thế nào là nằm, 49 thế nào là chỗ ở, 50 thế nào là chỗ đi. Những vấn đề này hy vọng Ngài từ bi xin vì chúng tôi đại chúng mà nói. 6. Hỏi về pháp đại viên cảnh trí, bậc đẳng giác. Thế nào là quán sát, thế nào là quán sát khắp, thế nào là phấn tấn, thế nào là sư tử hống, thế nào là thí thanh tịnh, thế nào là giới thanh tịnh, thế nào là nhẫn thanh tịnh, thế nào là tinh tấn thanh tịnh, thế nào là định thanh tịnh, thế nào là huệ thanh tịnh, thế nào là từ thanh tịnh, thế nào là bi thanh tịnh, thế nào là hỷ thanh tịnh, thế nào là xả thanh tịnh, thế nào là nghĩa, thế nào là pháp, thế nào là đủ phước đức trợ đạo, thế nào là đủ trí huệ trợ đạo, thế nào là minh túc, thế nào là cầu pháp, thế nào là thấu rõ pháp, thế nào là pháp tu hành, thế nào là ma, thế nào là ma nghiệp, thế nào là xả lìa ma nghiệp, thế nào là thấy Phật, thế nào là Phật nghiệp, thế nào là mạn nghiệp, thế nào là trí nghiệp, thế nào là chỗ ma nhiếp trì, thế nào là chỗ Phật nhiếp trì, thế nào là chỗ pháp nhiếp trì. 1. Thế nào là quán sát? 2. Thế nào là quán sát khắp? 3. Thế nào là phấn tấn? 4. Thế nào là si tử hống? 5. Thế nào là thí thanh tịnh? 6. Thế nào là giới thanh tịnh? 7. Thế nào là nhẫn thanh tịnh? 8. Thế nào là tinh tấn thanh tịnh? 9. Thế nào là định thanh tịnh? 10. Thế nào là huệ thanh tịnh? 11. Thế nào là từ thanh tịnh? 12. Thế nào là bi thanh tịnh? 13. Thế nào là hỷ thanh tịnh? 14. Thế nào là xả thanh tịnh? 15. Thế nào là nghĩa thanh tịnh? 16. Thế nào là pháp? 17. Thế nào là đủ phước đức trợ đạo? 18. Thế nào là đủ trí huệ trợ đạo? 19. Thế nào là minh túc? 20. Thế nào là cầu pháp? 21. Thế nào là thấu rõ pháp? 22. Thế nào là pháp tu hành? 23. Thế nào là ma? 24. Thế nào là ma nghiệp? 25. Thế nào là xả lìa ma nghiệp? 26. Thế nào là thấy Phật? 27. Thế nào là Phật nghiệp? 28. Thế nào là mạn nghiệp? 29. Thế nào là trí nghiệp? 30. Thế nào là chỗ ma nhiếp trì? 31. Thế nào là chỗ Phật nhiếp trì? 32. Thế nào là chỗ pháp nhiếp trì? Những vấn đề này, hy vọng Ngài Từ Bi xin vì chúng tôi đại chúng mà nói. 7. Hỏi về pháp quả dụng viên mãn, bậc diệu giác. Thế nào là nghiệp làm ở trời Đâu Xuất? Thế nào là cung trời Đâu Xuất mất đi? Thế nào là hiện ở thai? Thế nào là cõi vi tế? Thế nào là hiện sơ sinh? Thế nào là mỉm cười? Thế nào là thị hiện đi bảy bước? Thế nào là hiện đồng tử? Thế nào là hiện nơi nội cung? Thế nào là hiện xuất gia? Thế nào là thị hiện khổ hạnh? Thế nào là đi đến đạo tràng? Thế nào là ngồi đạo tràng? Thế nào là ngồi đạo tràng thì hiện tướng kỳ đặc? Thế nào là thị hiện hàng ma? Thế nào là thành tựu lực của Như Lai? Thế nào là chuyển bánh xe pháp? Thế nào là do chuyển bánh xe pháp được pháp trắng tịnh? Thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác thì hiện vào Niết Bàn? Lành thay Phật tử, những pháp như vậy xin hãy diễn nói. 1. Thế nào là nghiệp làm ở trời Đâu Xuất? 2. Thế nào là cung trời Đâu Xuất mất đi? 3. Thế nào là hiện ở thai? 4. Thế nào là cõi vi tế? 5. Thế nào là hiện sơ sinh? 6. Thế nào là mỉm cười? 7. Thế nào là thị hiện đi 7 bước? 8. Thế nào là hiện đồng tử? 9. Thế nào là hiện nơi nội cung? 10. Thế nào là hiện xuất gia? 11. Thế nào là thị hiện khổ hạnh? 12. Thế nào là đi đến đạo tràng? 13. Thế nào là ngồi đạo tràng? 14. Thế nào là ngồi đạo tràng thì hiện tướng kỳ đặc? 15. Thế nào là thị hiện hàng ma? 16. Thế nào là thành tựu lực của Như Lai? 17. Thế nào là chuyển bánh xe pháp? 18. Thế nào là do chuyển bánh xe pháp được pháp trắng tịnh? 19. Thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác thị hiện vào Niết Bàn? Lành thay Phật tử, những pháp như vậy xin hãy vì chúng tôi tất cả Bồ Tát và đại chúng trong Pháp hội mà diễn nói. 1. Trả lời pháp thập tín. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền bảo Bồ Tát Phổ Huệ và các Bồ Tát rằng: Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ nương tựa. Những gì là 10? Đó là dùng Bồ Đề Tâm để nương tựa vì luôn chẳng quên mất, dùng thiện tri thức để nương tựa vì hòa hợp như một, dùng căn lành để nương tựa vì tu tập tăng trưởng, dùng ba la mật để nương tựa vì tu hành đầy đủ, dùng tất cả pháp để nương tựa vì rốt ráo thoát khỏi,
dùng đại nguyện để nương tựa vì tăng trưởng bồ đề, dùng các hành để nương tựa vì khắp đều thành tựu, dùng tất cả bồ tát để nương tựa vì đồng một trí huệ, dùng cúng dường chư Phật để nương tựa vì tín tâm thanh tịnh, dùng tất cả Như Lai để nương tựa vì như cha lành dạy bảo không dứt. Đó là 10. Nếu hương các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ được nơi nương tựa vô thượng đại trí của Như Lai. Bồ Tát Phổ Huệ thỉnh Bồ Tát Phổ Hiền trả lời nghĩa lý những câu hỏi vừa hỏi ở trên. Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền quán căn cơ chúng sinh về người thuyết pháp, bảo Bồ Tát Phổ Huệ và hết thảy các Bồ Tát mà nói ra 2000 câu trả lời dưới đây. Bồ Tát Phổ Hiền gọi một tiếng các vị Phật tử. Đại Bồ Tát tuy là Đại Bồ Tát nhưng vẫn phải nương tựa 10 thứ pháp môn để tu hành. Những gì là 10? Đó là 1. Bồ Tát dùng Bồ Đề Tâm để nương tựa, vì luôn chẳng quên mất Bồ Đề Tâm, luôn thường nương theo Bồ Đề Tâm để tu hành, bất cứ lúc nào cũng không quên mất Bồ Đề Tâm, lúc nào cũng phải phát đại Bồ Đề Tâm. 2. Bồ Tát dùng thiện tri thức để nương tựa. Thế nào gọi là thiện tri thức? Phàm là người có chánh tri chánh kiến đều là thiện tri thức, người có tà tri tà kiến là ác tri thức. Chúng ta người tu đạo phải nương tựa thiện tri thức, phải xa lìa ác tri thức. Thiện tri thức là người có đại trí huệ, không chỉ cho chúng sinh đi con đường sai lầm. Nói tóm lại, thiện tri thức tức là người chỉ đường. Mình biết rõ con đường đi như thế nào mới bảo người khác tu hành theo. Nếu mình chẳng tu hành, cứ nói ngoài miệng thôi, nói được mà làm không được thì làm sao chỉ dạy người khác tu hành, còn mình chẳng chịu tu hành, như vậy cũng chẳng có ích gì. Người tu hành nhất định phải gần gũi bậc thiện tri thức, dùng thiện tri thức để nương tựa. Bồ Tát còn phải nương tựa thiện tri thức, hạ huống là phàm phu chúng ta. Càng cần thiện tri thức khai thị và chỉ điểm thì mới có thể tiến tới đại đạo quang minh. Bằng không tu mù luyện đuôi không thể nào đến cửa được, đi qua con đường nhỏ hẹp quanh co, lãng phí thời gian một kiếp người, thật là đáng tiếc. Do đó nhất định phải nghe thiện tri thức dạy bảo, phải hòa hợp với thiện tri thức như một. Giống như nước hòa với sữa, chẳng phân ra được nước hoặc sữa, thì cũng là đồng hóa. 3. Bồ Tát dùng căn lành để nương tựa, gieo trồng tất cả căn lành, tích tập tất cả căn lành, tăng trưởng tất cả căn lành, đại bồi tất cả căn lành, tóm lại khiến cho căn lành thành tục. 4. Bồ Tát dùng pháp ba la mật đến bờ kia để nương tựa, bất cứ làm việc gì, nhất định phải có trước có sau, làm cho được viên mãn, không thể bỏ dở giữa chừng. Có trước chẳng có sau, như vậy thì công trước mất hết, càng không thể thấy cái khác, thì thay đổi tư tưởng. Hôm nay học tham thiền, ngày mai học trì chú, ngày mốt học niệm Phật, không thể luôn luôn thay đổi tông chỉ của mình, phải tu hành đầy đủ pháp ba la mật. 5. Bồ Tát dùng tất cả pháp để nương tựa, đi đến nơi rốt ráo, tức là thoát khỏi ba cõi. 6. Bồ Tát dùng đại nguyện để nương tựa hay phát đại nguyện thì sẽ tăng trưởng Bồ Đề Tâm. 7. Bồ Tát dùng các hạnh để nương tựa, các hạnh tức là lục độ vạn hạnh, khiến cho các hạnh khác đều thành tựu. 8. Bồ Tát dùng tất cả Bồ Tát để nương tựa, vì Bồ Tát và trí huệ của Bồ Tát tu đều là một cho nên nương tựa với nhau. 9. Bồ Tát dùng cúng dường tất cả chư Phật để nương tựa, vì khiến cho tín tâm thanh tịnh, chẳng còn ý niệm hoài nghi. 10. Bồ Tát dùng tất cả Như Lai để nương tựa, Phật tức là cha lành của Bồ Tát, thường thường dạy bảo Bồ Tát chẳng có khi nào gián đoạn, đó là 10 pháp môn nương tựa của Bồ Tát tu. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này, thì sẽ đắc được nơi nương tựa vô thượng đại trí huệ của Như Lai. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ nghĩ tưởng kỳ đặc. Những gì là 10? Đó là nơi tất cả căn lành sinh nghĩ tưởng căn lành của mình, nơi tất cả căn lành nghĩ tưởng sinh hạt giống bồ đề, nơi tất cả chúng sinh nghĩ tưởng bồ đề khí, nơi tất cả nguyện sinh nghĩ tưởng nguyện của mình, nơi tất cả pháp sinh nghĩ tưởng thoát khỏi, nơi tất cả hạnh sinh